Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vào chiều ngày hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Sơn, 27 tuổi, ngụ tại xã Đông Thái, huyện An Biên, Kiên Giang, 18 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là ông Võ Hồng Phán, 80 tuổi, là ông nội của bị cáo. Theo cáo trạng, vào chiều tối ngày 29 tháng 7 năm 2023, sau khi đến nhà bạn uống rượu và sử dụng ma túy đá, thì đến khoảng 1 giờ sáng ngày hôm sau, Sơn về nhà bị ảo giác. Bị cáo cho biết nhìn xung quanh nhà đều thấy ma quỷ, nên Sơn lấy một dao tự chế rồi đi đến kêu cửa nhà ông Võ Hồng Phán, là ông nội của Sơn, ở cách nhà Sơn khoảng 8 mét. Sơn tung cửa chạy vào đến phòng ngủ của ông Phán, rồi cầm dao chém nhiều nhát vào đầu, làm nạn nhân tử vong. Lúc này, anh Võ Văn Út, chú ruột của Sơn đang ngủ ở tiệm xe phía trước nhà, thì Sơn cầm dao chạy ra chém nhưng ông Út tránh được và bỏ chạy. Sau đó Sơn cầm dao đi về nhà rồi lấy di ảnh của cha đang thờ cúng mang ra cặp mé lộ đập phá. Thế vậy người dân báo cho công an xã đến dây bắt Sơn thì mới phát hiện ông Phán nằm chết trên người có nhiều vết thương. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố và tạm giam Võ Hoàng Sơn về tội giết người. Tại phiên tòa, chú và bà nội ruột của bị cáo Sơn đều xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xét thấy bản thân bị cáo có một tiền án về tội cố ý gây thương tích chưa được xóa án tích thì tiếp tái phạm tội rất nguy hiểm. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 18 năm tù.